Xin chào các bạn, mình là Vật, có một người chị tên là Lộn, hay gọi là chị em nhà Vật Lộn. Và đây là bài đánh giá chi tiết chiếc Lumia 525. Cái đầu tiên mình muốn nói đến hiện nay là miền Bắc đang là trời rất là lạnh, gọi là mùa đông. Và thì chúng ta sẽ có một số vấn đề, đó là điện thoại chúng ta lúc nào cũng không thể sử dụng được, đặc biệt là ngoài đường. Khi mà trời rất là lạnh, chúng ta phải đeo găng tay khi lái xe. 525 điểm đầu tiên đáng giá nhất mà đối với mình trong suốt thời gian sử dụng, đó là việc nó sử dụng được cái găng tay đó. Mình đã làm một đôi găng tay với lại cái màu của máy khá là tông xì tông với nhau, rất là hợp. Thì với chiếc 525 này mình có thể thoải mái ra đường sử dụng găng tay để đọc tin nhắn hay là nhắn tin. Mặc dù đương nhiên là khi mà mình nhắn tin thì cái độ chính xác của nó không còn cao, vì găng tay của mình thì khá là to, còn với độ ám chín thì nó lại trông khá là bé so với cái màn hình kích thước của chiếc 525 này. Nhưng mà dù sao thì 525 đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mình. Tại vì cái màn hình Live Title ở bên ngoài này của Winophone 8 thiết kế rất là hay. Và những cái phím chức năng nào mà mình hay sử dụng nhiều thì mình đều đã tăng kích thước của nó lên, chiếm một vụ một cái ô vuông lớn. Thì như thế khi mà mình cần sử dụng ngoài trời, mình có thể lôi ra và bấm gọi được luôn, rất là chính xác trên một cái ô vuông này. Rõ ràng là Winophone 8 có một sự thiết kế khá là phù hợp cho chúng ta để sử dụng tùy những mục đích khác nhau. Với nền tảng Winophone 8 trên 525 thì mình có thể nói luôn là chúng ta đã có một cái phiên bản update mới, nghĩa là chúng ta có thể cài đặt được chế độ hiển thị tùy theo là màu sắc hay là độ tương phản tùy theo các bạn mong muốn. Thì cái này giúp cho chúng ta có thể cấu hình tinh chỉnh được màu sắc của nó đẹp hơn. Ở đây ví dụ như là mình thích cái gam màu có vẻ ấm hơn thì mùa đông khá là lạnh thì mình muốn tăng cho nó sống động hơn, đó trông rất là đẹp. Nhưng mà các bạn phải lưu ý một điều là nó sẽ gây đến một vấn đề, đó là những bức ảnh mà mình chụp trên màn hình của 525 nhé, mình trông trên điện thoại trông khá là ok, nhưng mà khi mình cho lên cái màn hình máy tính là một vấn đề khác. Cái camera của 525 hầu như không có sự cải tiến so với chiếc 520. Nó chính xác ra 525 và 520 chỉ khác biệt ở bộ nhớ RAM, ngoài ra không có sự cải tiến nào. Những cái bức ảnh mà mình chụp trên 525 mà mình nhìn trên màn hình điện thoại ấy, ban đầu trông khá là đẹp, màu sắc tươi vì do mình đã căn chỉnh màu sắc. Nhưng lên máy tính thì nó rất là xấu, màu sắc của nó bị bết lại, không phân biệt được các chi tiết, độ chi tiết của nó thấp và màu sắc của nó tỏ ra hơi nhợt nhạt. Đó. Có lẽ là Nokia họ cũng không muốn quá tập trung vào camera của máy, mà thay vì cái việc là chúng ta nâng thêm mức giá đánh vào camera thì nhà xuất này thì nâng chúng ta tập trung, đó là về hiệu năng. Và với cái bộ nhớ RAM 1GB thì các bạn đã có một cái thiết bị 520 nhưng mà lắp thêm một thanh RAM nữa vào, và thực sự nó đã tạo nên sự khác biệt với một số game mà các bạn bị hạn chế. Ở đây thì mình đã thử chơi cho các bạn về cái game Asphalt 8 hay là Angry Birds Go. Những cái game này trước đây không thể cài đến 520, 625 hay là chiếc 720 vì nó bị giới hạn bộ nhớ RAM. Nhưng thì nhờ với chiếc 525 tăng thêm một thanh RAM nữa thì nó thực sự chơi rất là tốt. Với chiếc máy 525 này thì các bạn đang có trong tay mình một chiếc smartphone có mức giá tầm sấp xỉ 3 triệu đồng chơi game HD mượt nhất từ trước đến nay. Không một thiết bị Android nào có thể chơi mượt hơn so với chiếc Lumia 525 này của mình. Bạn thấy đây, cái game Asphalt 8 này chỉ gặp một số vấn đề nhẹ khi mà mình vừa mới chuyển đổi đa nhiệm, chạy từ một ứng dụng khác quay trở vào chơi tiếp mà thôi. Nó cho thấy là khả năng quản lý chạy đa nhiệm của nó rất là tốt trên bộ nhớ RAM 1GB. Đó, khá là tuyệt vời. Về chiếc 525 này thì các bạn phải lưu ý một điều, cái việc nâng cấp thêm bộ nhớ RAM thì không có nghĩa là máy sẽ chơi game ngon và đẹp hơn. Tại vì sao? Vi xử lý của nó vẫn được giữ nguyên, vẫn cái vi xử lý S4 đời cũ rất là lâu rồi, thành ra ấy, thì cái đồ họa của máy thể hiện không thực sự đẹp, răng cưa thể hiện nhiều và chúng ta sẽ có một cái độ khựng rất là nhẹ, giật hình khi các bạn chơi những cái game HD này. Điều đó chúng ta hoàn toàn có thể dễ hiểu được. Cái quan trọng thì có lẽ là trong tầm giá 3 triệu các bạn quan tâm là chơi được, chứ không nhất thiết là phải chơi thật là đẹp và thật là ấn tượng giống như những thiết bị màn hình thực sự cao cấp khác. Về chiếc 525 thì các bạn thấy là màn hình nó bên cạnh khả năng siêu nhạy ấy, thì nó rất là đẹp. Các bạn thấy góc nhìn của nó hầu như không bị thay đổi, không mình nghiêng, màu sắc vẫn được giữ nguyên. Đặc biệt với Lumia thì họ sử dụng những cái theme với những cái tông màu rất là sặc sỡ, như đây mình sử dụng màu xanh thì nó trở nên đẹp và ấn tượng hơn. Ra ngoài trời có thể hiển thị một cách dễ dàng nhờ được trang bị khả năng hiển thị tương phản cực cao trong hệ thống cài đặt sẵn của Lumia 525. Bên cạnh đó các bạn lưu ý trên phiên bản update mới này chúng ta có những tính năng như là khóa xoay màn hình hay là gõ hai lần để mở máy. Mặc dù nó không có tính năng Quick Glance cho phép chúng ta hiển thị đồng hồ hay là thông tin ngoài màn hình khi chúng ta ở chế độ chờ. Rất tiếc là những thiết bị màn hình thấp thì sẽ không có tính năng này. Về nền tảng Winophone 8 thì các bạn thấy là ngoài được cài sẵn cái phiên bản update mới nhất thì nó đã không có thêm một tính năng gì đặc biệt khác. Tất nhiên là bây giờ với camera các bạn có thể cài thêm cái Nokia camera phiên bản beta ra những thiết bị có cái cấu hình thấp hơn. Các bạn có thể chạy tương đương như là cái khả năng tùy biến Pro như những chiếc 1020 hay là chúng ta những thiết bị cao cấp như 1520. Khả năng phơi sáng của nó thì trong cái camera này chỉ tối đa là 1 giây và ISO chúng ta thì vẫn tăng lên được cái mức là 1600, rất là cao đó. Và như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái bài đánh giá về chiếc Lumia 525. Về như mình đã nói rồi, 525 thực ra đây chỉ là một chiếc 520 nâng cấp thêm một thanh RAM, không có sự khác biệt nào cả. Thậm chí là các bạn không tin thì có thể lấy cả cái ốp của 520 và 525 lắp chung vào với nhau cùng sử dụng được.
Tại vì nếu có sự thay đổi nhiều hơn về phần cứng thì nó sẽ bị thay đổi về độ dày và một chút thiết kế. Nhưng mà với 525 và 520 thì không có sự thay đổi nào. Chúng ta vẫn có một màn hình cảm ứng siêu nhạy rất là tuyệt vời, đẹp. Cái độ mượt của Winophone 8 với chiếc 525 này và 520 cũng không khác nhau. Có chăng 525 sẽ giúp các bạn có thể chơi game ở cái bộ nhớ RAM 1GB tốt và nhanh hơn. 525 thì mình không đánh giá cao về camera và đương nhiên những yếu tố còn lại như thời lượng pin hay là cái độ nhiệt độ khi chúng ta sử dụng thì nó vẫn tương tự như 520 mà thôi. Các bạn cảm thấy video ích, đừng quên like, share với bạn bè. Và mình sẽ khẳng định ai đang tìm một thiết bị có mức giá khoảng 3 triệu để chơi game HD, hãy mua ngay 525 ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy video ích, đừng quên like, share với bạn bè. Và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.